Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình rồi. Ở video này mình sẽ mang đến cho anh em một cái thủ thuật để anh em kiếm được tiền và kiếm tiền online luôn trên những cái con chẵn lẻ Momo như thế này. Thì rất là nhiều thể loại game đối thưởng mà anh em không chọn thì mình cũng có thể chơi qua cái con CLMM2023 này thử một vài tay coi như thế nào nha mọi người. Thì hôm nay mình lên và chia sẻ cho anh em một cái mẹo mà để anh em kiếm được tiền này. Đây là những cái giao dịch gần nhất của mình này, em thấy không? Đấy, nội dung là thắng nha mọi người. Thì để mà thắng được trên con chẵn lẻ Momo này á, thì nói chung là anh em sẽ cần có 3 yếu tố. Thứ nhất là anh em chơi theo một cái phương thức kiểu như là cái cầu của nó, thủ thuật. Đấy. Thứ hai là mình sẽ biết được cách kiểm soát vốn và ra vào vốn hợp lý cho mình. Và thứ ba là anh em sẽ lựa chọn cái trang web mà mình chơi nó không bị bịp. Đấy, nhà nó không bịp anh em. Đấy. Thì để mà chơi và kiếm được tiền á, thì mình mang đến cho anh em con CLMM2023 này nhá. Thì anh em nào mà chưa chơi hoặc như là chưa biết ấy, thì link mình sẽ để phần mô tả cho mọi người chơi và tham gia. Ok, thì trước khi chơi mọi người cần đọc qua mục lưu ý này trước. Thì như anh em thấy này, từ cái phiên bản này 4.0.16 thì con này anh em có thể xem được cái mã tham chiếu từ cái giao dịch Momo của mình. Thì cái mã tham chiếu này trùng với mã giao dịch nhá, nên là con app này á, cũng như trong web này nó sẽ không lấy mã dịch làm cái mã chiến thắng nữa, nó sẽ cộng thêm một cái mã dự thưởng nữa nhá. Thì cái mã dự thưởng này nó sẽ lấy từ trong web gọi là random.org. Và ngoài ra anh em chơi anh em sẽ có 10% cơ hội trả thưởng lên tới là 2 lần luôn. Đấy, rất là ngon. Và anh em có thể đọc qua một chút ít thông tin về con app này cho mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiếm tiền trên cái con CLMM2023 này nhá. Thì ở đây nó đang cập nhật một cái lối chơi mới cũng như là những cái nội dung mới này. Thì nói chung là mình chơi con này hơn 1 tháng rồi. Thì trước là mình chơi nội dung là CL, thì bây giờ nó ra là LA với CA. Đấy, thì anh em có thể cập nhật cho mình những cái phần mới nhất cho mình nhá. Ok, về mục tài xỉu này đi. Ở mục tài xỉu này thì sẽ có các nội dung như là BA hoặc là DA này, BA1 này, DA1 này. Đấy, nghĩa là tài là BA, xỉu là BA chứ, tài là DA nha mọi người. Em lưu ý cho mình. Thì khi mà anh em chơi với nội dung như là BA này thì nghĩa là 1, 2, 3, 4 thì cái mã trả thưởng của anh em thì anh em ăn. Đấy. Thì anh em sẽ được nhận lên tới là 2.55 lần tiền. Mà khi mà anh em chơi với nội dung là BA1 đi, anh em thêm một cơ hội chiến thắng nữa. Đấy là thêm mình một số 0 và anh em sẽ ăn ít tiền hơn một chút. Đấy. Thì đối với mình vẫn lựa chọn cái BA1 với DA1 này để mình chơi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử một vài tay để cho anh em hiểu hơn về con chẵn lẻ Momo này là như thế nào. Sau khi copy số điện thoại ở cái dãy số điện thoại này rồi thì ở những ngày cũng như là những khung giờ nó sẽ cập nhật những cái số điện thoại khác nhau. Anh em mỗi lần chơi anh em lên loát là app một chút cho mình để mình có thể xem được cái số nào đang hoạt động nhá. Đấy, rất là nhiều người chơi luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào con Momo của mình. Ở đây thì mình sẽ nó có mục chuyển này, mình sẽ dán cái số điện thoại mà mình vừa copy nhá. Anh em dán trực tiếp lên cái thanh tìm kiếm này cho mình. Đây nhá. Ok, thì sau khi mà mình đã dán rồi thì nó ra tên người dùng như thế này rồi, thì mình điền số tiền mình chơi này và kèm theo đó nội dung. Thì ở video này mình sẽ test thử một vài tay 10k để coi là mình đánh 3-5 tay thì mình ăn được mấy tay nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái mục chuyển tiền và mình sẽ xác nhận thông tin để coi như thế nào nhá. Đây nhá, thì ở đây anh em có thể thấy qua cho mình này, khi mà mình chưa chuyển này và cũng như chưa xác nhận chuyển này thì mình đã có thể xem được cái mã tham chiếu này rồi. Thì cái mã tham chiếu này của mình nó hiện ra với cái đuôi là 237 mọi người ạ. Đấy, thì đối với cái đuôi 237 này á thì mình có thể cái đuôi này là cái đuôi mã giao dịch luôn. Đấy, thì anh em nào mà không ưng cái đuôi 237 này hoặc là không ưng cái mã tham chiếu của anh em thì anh em có thể quay lại và mình có thể tạo ra một cái giao dịch mới, thì cái mã tham chiếu nó sẽ thay đổi nhá. Đấy là một cái mẹo nho nhỏ để anh em có thể lựa chọn được cái mã tham chiếu ưng ý của anh em. Rồi, thì nói chung là tùy theo may mắn thôi. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái mục xác nhận và mình sẽ kiểm tra cái mã giao dịch 237 này để cộng với mã Momo là mình mất hay là được nha mọi người. Ok nhé, sau khi mà mình đã copy cũng như là mình đã chuyển xong này thì ở đây mình sẽ copy cái chi tiết giao dịch này với cái đuôi 237 này, mình sẽ ấn trực tiếp vào đây, ấn vào trực tiếp vào cái mã giao dịch này để mình copy để kiểm tra coi như thế nào anh em nhé. Ok nhé mọi người, sau khi mà copy xong ấy thì anh em cần về app cho mình. Ở cái mục app này thì anh em sẽ kéo xuống một chút này. Ở đây thì anh em có thể thấy qua cho mình là cái mục nhập mã giao dịch đúng không? Thì cái nhập mã giao dịch này thì anh em cần dán cái số mà anh em vừa mới copy ạ. Anh em dán cái mã giao dịch mà anh em vừa copy vào đây. Đấy, mình sẽ nó cái mục kiểm tra. Thì trong trường hợp này anh em có thể thấy qua cho mình nội dung mình đánh BA1 thì kết quả mình là ra đuôi 185 đúng không? Thì mã mua ấn này, mã giao dịch của mình này cộng lại ra đuôi 185. Thì nội dung là BA1 nghĩa là ra 01234 thì mình mới ăn. đấy, mà là 5, 6, 7, 8, 9 thì mình đã mất, thì nó ra cho mình là số 5 này. Đấy, anh em thấy cá ở đây không? Thì trong trường hợp này anh em có thể áp dụng cho mình hai cái thủ thuật mà anh em có thể kiếm được này. Một là anh em sẽ gấp đôi cái số tiền anh em vừa chơi lên, em sẽ đánh theo cái cầu bể cho mình. Đấy, thì anh em tiếp tục là đánh BA1, em gấp lên tới khi nào anh em được thì thôi. Mình lưu ý nhé, gấp chỉ trong tầm từ 3-5 tay, mà anh em mất cả 3-5 tay á, thì mình nên dừng lại một chút. Đấy, thì mình đợi lúc khác mình chơi nha mọi người. Còn trong trường hợp này mà anh em gấp được thì anh em sẽ quay về anh em đánh lại cái mức cũ cho mình. Thì đây cũng là một cái mẹo mà để anh em kiếm được thu nhập nhá. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ đánh theo cái thủ thuật thứ hai ấy, là nó ra cầu như thế nào mình đánh cầu như vậy cho mình. Ở đây nó ra đuôi cho mình là đuôi DA1. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử một đuôi DA1 tiếp coi là được hay là mất nha mọi người. Ok nhá, sau khi mình đã tạo giao dịch này thì đây vẫn là 10k để mình test thử tay tiếp theo coi như thế nào nhá. Thì nội dung lời nhắn là DA1 và mã tham chiếu lần này của mình là ra đuôi 076 070 à. Ok, thì đuôi 070 này mình thấy cũng khá là ok. Thì bây giờ mình sẽ xác nhận chuyển và mình sẽ kiểm tra coi như thế nào mọi người nhá. Ok nha mọi người, sau khi mà đã chuyển xong này thì bây giờ mình sẽ dán trực tiếp vào đây đối với cái đuôi 070 của mình. Thì như em thấy này, mình kiểm tra này thì cái đơn này lại là một đơn thắng anh em ạ. Anh em thấy không? Đấy, thì mã Momo ấn của mình là ra đuôi 235. Đấy, và kết quả của mình là ra đuôi 905. Thì đối với nội dung 905 thì ván này mình đã thắng nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi là Momo đã thanh toán cho mình thành công chưa đã này. Thì kéo xuống một chút thì mình đã nhận được từ cái bạn này đấy 19.500 đồng và kèm theo mã thẻ của mình là đuôi 670 anh em ạ. Đấy chính là cái đuôi mã giao dịch của mình này. Đấy thì anh em thấy không, rất là dễ chơi và dễ trúng nhá. Thì con app này trả thưởng cực kỳ nhanh luôn. Em nào chưa biết thì link mình sẽ để dưới phần mô tả. Và ngoài ra rất là nhiều các mục khác thì anh em có thể theo dõi cho mình. Anh em nào mà chưa biết chơi thì mình có thể đọc qua một chút thông tin về một hướng dẫn này cho mình nhá. Ok, thì video của mình chắc là sẽ kết thúc tại đây rồi.